Bệnh lậu là bệnh gì? Các dấu hiệu nhận biết bệnh lậu ở nam và nữ giới. Thưa các bạn, bệnh lậu từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh với rất nhiều người về mức độ nguy hiểm của nó. Bệnh nếu không được điều trị sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày, thậm chí gây vô sinh cho cả nam và nữ. Vậy bệnh lậu là bệnh gì? Các dấu hiệu nhận biết bệnh lậu ở nam và nữ như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp video. Bệnh lậu là một trong những bệnh xã hội phổ biến nhất do vi khuẩn song cầu khuẩn lậu có tên là Neisseria gonorrhoeae gây nên. Vi khuẩn này ưa thích sống ở những nơi ẩm ướt, kín đáo, ấm áp. Bệnh lây từ người qua người và tất cả mọi người đều có nguy cơ mắc phải như nhau. Nguyên nhân gây ra bệnh lậu, song cầu khuẩn lậu tồn tại bên ngoài cơ thể không quá vài phút, do đó những tiếp xúc thông thường không thể dẫn tới lây nhiễm bệnh. Vì vậy, bệnh lậu lây qua những con đường cơ bản sau: quan hệ tình dục không an toàn, đây là con đường lây nhiễm chủ yếu nên bệnh thường gặp ở các cô gái hành nghề mại dâm, các đối tượng nam giới thường xuyên đi bóc bánh trả tiền, người có nhiều hơn một bạn tình trong một thời điểm, những người có xu hướng tình dục thoáng tình một đêm, đồng tính nam. Việc quan hệ tình dục ở đây không chỉ hiểu đơn giản là quan hệ qua âm đạo mà tính cả các hình thức tình dục như quan hệ đường miệng, quan hệ qua hậu môn đều có thể bị lây nhiễm vi khuẩn lậu, lây truyền từ mẹ sang con. Người mẹ trong thời kỳ mang thai bị nhiễm bệnh lậu hoặc mắc bệnh trước đó nhưng không biết nên đã mang thai có nguy cơ cao sẽ lây truyền sang cho thai nhi. Trẻ bị lậu bẩm sinh, bị nhiễm trùng nước ối ngay từ khi còn trong bào thai, lây khi chuyển dạ lúc sinh đẻ và lây trong quá trình bú sữa tiếp xúc với người mẹ trong thời gian dài. Tiếp xúc vết thương hở, để phòng tránh bị lây nhiễm bệnh lậu, bạn cần xem kỹ chân tay mình có vết thương hay không, hoặc có thể đeo găng tay cao su khi giúp ai đó băng bó vết thương. Ngoài ra, bệnh lậu còn lây qua những con đường nào? Bệnh lậu có lây qua đường ăn uống không? Trong thời gian qua, rất nhiều thắc mắc của bệnh nhân gửi câu hỏi tới tôi về vấn đề này, liệu khi bị bệnh mà dùng chung bát đũa liệu có thể lây bệnh lậu sang người nhà hay không? Trả lời, bệnh lậu không lây qua đường ăn uống như dùng chung bát đũa, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng, bệnh lậu không lây qua đường ăn uống. Bệnh lậu có lây qua đường miệng không? Đặc điểm chính của bệnh lậu, đây là một bệnh về đường sinh dục, vi khuẩn cư trú chủ yếu ở đường sinh dục, nhưng nếu bạn quan hệ bằng miệng thì có thể bị lậu ở họng, do đó, nếu bạn hôn một người bị lậu ở họng thì khả năng cao bạn vẫn bị lây nhiễm bệnh lậu từ người đó. Bệnh lậu có lây qua đường nước bọt không? Vẫn có khả năng bị lây bệnh khi bạn tình bị lậu ở họng, lây qua nụ hôn, hoặc sử dụng nước bọt như một chất bôi trơn. Trong quan hệ tình dục thì bạn vẫn có khả năng cao bị lây bệnh. Bệnh lậu có lây qua quần áo không? Đa phần, bệnh lậu không lây qua quần áo, vì song cầu khuẩn lậu tồn tại ở môi trường bên ngoài với thời gian rất ít. Trừ trường hợp người khác bị bệnh, thay quần lót và bạn mặc luôn, sẽ có khả năng bị, còn mặc chung quần áo dài, áo khoác hay giặt chung quần áo thì hầu như không có khả năng bị. Nhìn chung, nên hạn chế sử dụng các loại đồ dùng cá nhân như quần áo, khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng với những người khác, nhất là người lạ, vệ sinh sạch sẽ tại bộ phận sinh dục, nhất là trước và sau khi quan hệ. Dấu hiệu nhận biết bệnh lậu ở nam giới và nữ giới có nhiều điểm giống và khác nhau, do đó cần chú ý tới những dấu hiệu sau để dễ dàng nhận biết căn bệnh này. Dấu hiệu nhận biết bệnh lậu ở nam giới, đối với các đối tượng mắc bệnh là nam giới, triệu chứng bệnh lậu cũng khác so với các đối tượng nữ giới, do đó nam giới cần chú ý tới những dấu hiệu sau để nhận biết bệnh nhằm sớm có biện pháp khắc phục. Nam giới bị tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu da mù có màu trắng đục hoặc vàng, có mùi hôi khó chịu, cảm giác bỏng rát khi đi tiểu. Đa số trường hợp ở nam giới sẽ thấy chất nhầy như nhựa chuối chảy ra ở niệu đạo vào sáng sớm lúc ngủ dậy và khi tiểu tiện, đau dọc theo niệu đạo mỗi khi tiểu tiện, ngứa ngáy ở niệu đạo, phần quy đầu, bao quy đầu, thân dương vật bị sưng tấy đỏ. Cảm giác ngứa ngáy và đau rát vùng bìu, vùng bẹn, tinh hoàn, cảm giác sưng đau, nổi hạch ở bẹn. Nam giới khi quan hệ tình dục, khi cương dương và khi xuất tinh đều có cảm giác đau, thậm chí xuất tinh ra máu nếu bệnh đã chuyển sang giai đoạn mãn tính, thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, ớn lạnh, thậm chí sốt và buồn nôn, cảm giác đau rát hậu môn khi đi vệ sinh nếu có sự quan hệ tình dục bằng đường hậu môn. Nếu quan hệ tình dục bằng miệng thì ở vùng miệng và họng của nam giới có biểu hiện sưng, đau, ngứa rát, amido mưng mủ. Dấu hiệu nhận biết bệnh lậu ở nữ giới, bệnh lậu ở nữ giới khó nhận biết, những dấu hiệu ban đầu của bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh viêm nhiễm phụ khoa thông thường, phần lớn các trường hợp bệnh lậu ở nữ giới chuyển sang giai đoạn mãn tính ngay từ đầu. Những triệu chứng của bệnh không rõ rệt, hầu khỏi những phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh lậu thường chỉ thấy dấu hiệu, da nhiều khí hư, có mùi hôi khó chịu, đi tiểu rắt, tiểu buốt, đau rát khi đi tiểu, viêm tấy đỏ vùng âm đạo, âm hộ, đau khi quan hệ tình dục, chảy nhiều dịch mủ từ âm đạo có màu vàng hoặc vàng xanh gây mùi hôi khó chịu với trường hợp nặng. Có khi người bệnh bị viêm cả hậu môn do mủ kèm theo vi khuẩn lậu chảy vào hậu môn, nếu thăm khám sẽ thấy cổ tử cung sưng đỏ, có dấu hiệu của tổn thương, các triệu chứng kèm theo, sốt, buồn nôn, cơ thể mệt mỏi. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với tôi theo số 0911333115 để được tư vấn và điều trị. Cách chữa bệnh lậu khỏi dứt điểm.
Hiện nay có những cách chữa bệnh lậu như uống hoặc tiêm kháng sinh theo phác đồ được khuyến cáo hàng năm, nhưng với việc ngày càng gia tăng sự kháng thuốc của vi khuẩn nói chung và vi khuẩn gây bệnh lậu nói riêng, việc sử dụng thuốc kháng sinh trong điều trị bệnh lậu đang gặp nhiều khó khăn khi tỷ lệ kháng thuốc của bệnh lậu rất cao. Kháng sinh chỉ ức chế tạm thời được vi khuẩn một thời gian, sau đó bệnh nhân lại tái phát lại các triệu chứng trên. Tây y chưa phải phương pháp điều trị bệnh lậu duy nhất. Với lịch sử lâu đời đông y điều trị bệnh lậu tận gốc với bài thuốc quý sẽ điều trị dứt điểm căn bệnh nguy hiểm này, nếu bạn cần điều trị bệnh lậu chlamydia kể cả trường hợp mạn tính kháng thuốc mà tất cả những nơi khác chưa điều trị khỏi, hãy liên hệ với tôi. Sử dụng thuốc gia truyền điều trị dứt điểm căn bệnh này, sau khi điều trị, nếu muốn sẽ được khám, xét nghiệm chuyên sâu tại bệnh viện 103 để chắc chắn bạn đã khỏi bệnh. Đông y giúp trị bệnh lậu, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. Trên cơ sở kế thừa những tinh hoa y học cổ truyền và những tiến bộ của y học hiện đại, chúng tôi đã có phác đồ điều trị bệnh lậu hiệu quả rất cao, cụ thể như sau. Hỏi bệnh và tư vấn miễn phí cho bệnh nhân, những bệnh nhân chưa có chẩn đoán xác định sẽ được xét nghiệm chuyên khoa để chẩn đoán xác định, kết hợp phát hiện các bệnh xã hội khác. Đưa ra phác đồ điều trị cụ thể tùy vào mức độ của bệnh. Sau điều trị, các bệnh nhân được làm xét nghiệm chuyên sâu để đảm bảo đã khỏi bệnh. Liệu trình cụ thể, lậu cấp tính, chỉ cần sử dụng từ 3 đến 6 ngày, khoảng 1 đến 2 liệu trình bằng đường uống. Lậu mạn tính, điều trị khoảng 1 tuần 3 đến 4 liệu trình. Trong quá trình điều trị bệnh lậu, chúng tôi luôn kết hợp phát hiện và điều trị các bệnh khác cùng lây truyền qua đường tình dục, giúp bệnh nhân được điều trị toàn diện, đặc biệt thuốc dạng viên hoàn không cần phải sắc, điều trị tận gốc bệnh ngay tại nhà. Để biết thêm thông tin về bệnh, phương pháp điều trị cũng như tư vấn miễn phí, xin liên hệ theo thông tin, Lịch Đại Phu, số máy 0911333115.